Các bạn thân mến, hôm nay để nối tiếp cho chương trình tiếng Trung cho các bạn đi làm việc ở Đài Loan hoặc Trung Quốc trong các cái nhà máy của người Trung Quốc hoặc là người Đài Loan tại Việt Nam, thì tiếp tục tôi sẽ có những cái từ ngữ trong công xưởng cho các bạn. Nó rất hữu ích khi mà chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với lại chủ quản, lãnh đạo công ty, vừa thuận tiện cho chúng ta trong công việc cũng như là nghỉ ngơi. Bài hôm nay thì là các cái từ ngữ về trong vấn đề nghỉ, xin nghỉ, nghỉ phép hoặc là nghỉ việc riêng, thì chúng ta có những từ như sau. Từ thứ nhất, ta có từ sư gia có nghĩa là xin phép nghỉ việc riêng. Ví dụ như là chúng ta có thể nói là Jin tian wo you si jia, hôm nay tôi xin tôi có việc riêng, xin nghỉ việc riêng. Hoặc là Jin tian wo jing si jia, hôm nay tôi xin nghỉ việc riêng. Tôi đọc lại là si jia si jia. Tiếp tục ta có từ nghỉ phép bệnh hoặc là nghỉ nghỉ ốm, chỗ này chúng ta có thể nói là nghỉ ốm là bình chả bình chả. Chúng ta đọc lại nào, bình chả có nghĩa là nghỉ ốm, nghỉ bệnh. Cũng như thế thì chúng ta cũng có thể đặt đặt câu là hôm nay tôi xin nghỉ ốm. Jin tian wo jing bing jia, tôi xin nghỉ ốm, nghỉ bệnh. Tiếp tục ta có từ nghỉ kết hôn, tức là nghỉ trong vòng bao nhiêu ngày, 1 tuần 2 tuần gì đó, đúng không? Thì người ta gọi là huân gia có nghĩa là nghỉ để kết hôn. Ví dụ chúng ta có thể nói là sang tuần tôi sẽ nghỉ phép để kết hôn. Sang cơ lì bai của chỉnh huân cha. Chúng ta đọc lại nhé. Huân cha là nghỉ kết hôn. Ví dụ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ kết hôn phép. Mình thiên ủa chỉnh huân cha, tháng sau tôi xin nghỉ kết hôn. Xa cơ yue ủa chỉnh huân cha. Tiếp tục chúng ta có nghỉ thai sản là chản cha, chản cha. Chúng ta đọc lại nào, chản cha. Ví dụ tháng sau thì tôi sẽ nghỉ thai sản, nghỉ nghỉ phép thai sản. Sa cơ yue wo jing chản cha, sa cơ yue wo jing chản cha. Tiếp tục chúng ta có từ nghỉ phép tang, tức là nhà có tang gia thì chúng ta xin nghỉ. Chúng ta đọc sang cha sang cha. Chúng ta đọc lại một lần nữa nào, sang cha sang cha. Chúng ta có từ tiếp theo là nghỉ tai nạn lao động, nghỉ phép tai nạn lao động là cung sang cha, cung sang cha.
Ví dụ tháng trước là tôi nghỉ phép tai nạn lao động là sang cơ duyệt của chỉnh cung sang chạ. Tháng trước là tôi xin nghỉ phép tai nạn lao động. Tiếp tục, chúng ta có nghỉ phép đặc biệt. Chúng ta đọc như sau, nó là thưa siêu là nghỉ phép. Ở cái từ này thì chúng ta có thể nói là cái nghỉ này là nghỉ có lý do đặc biệt nha, thì chúng ta dùng là thưa siêu. Thưa siêu này thì cũng có thể là chúng ta hiểu là nghỉ này nghỉ phép lâm nữa, thì phép lâm người ta cũng có thể dùng từ thưa siêu. Tiếp tục, chúng ta có nghỉ không phép, đó là khoang cung này còn có ý nghĩa nữa, đó là chúng ta nghỉ không xin phép, hoặc là chúng ta có thể dịch là bỏ việc, bỏ vị trí làm việc, không đi làm, không có lý do, tức là nghỉ mà không có lý do thì người ta gọi là bỏ việc, trốn việc là khoang cung. Ví dụ như chúng ta khoang cung thì sẽ bị gì? Bị phạt là phá khoản. Rú của nỉ mân khoang cung của mân huê phá khoản, nếu các bạn bỏ việc thì chúng tôi sẽ gì? Phạt tiền. Ví dụ như một ngày thì là phạt bao nhiêu tiền, 3 ngày thì là cho nghỉ 1 tuần, hoặc nghỉ từ 4 ngày trở lên thì sẽ bị đuổi việc. Tiếp tục, chúng ta có từ cung chả. Cung chả có nghĩa là nghỉ phép công. Ở đây thì chúng ta có thể nói là nghỉ nghỉ trong công việc, trong công ty, tức là nghỉ công ty cho nghỉ, người ta có thể dùng từ cung chả. Tiếp tục, chúng ta có nghỉ phép năm là nén chả. Nén chả, đi làm thì chúng ta có từ là sang pan. Sang pan, hết giờ làm việc tan sở, chúng ta có từ xả pan. Xả pan, bây giờ chúng ta đọc lại tất cả một lần nữa. Thưa siêu, khoang cung, cung chả, nén chả, sang pan, xả pan, xả pan. Tiếp tục, chúng ta có từ lái xe. Chúng ta có từ lái xe ô tô là khai chưa. Ví dụ mà bạn có biết lái xe không thì nǐ huì khai chưa ma. Tôi có biết lái xe là ủa huì khai. Chúng ta có thể nói tắt là ủa huì khai, hoặc là chúng ta có thể nói rõ ủa huì khai chưa, tôi biết lái xe. Tiếp tục, chúng ta có từ chí tự xính chơ. Chí tự xính chơ là đi xe đạp. Chí ở đây âm Hán Việt có nghĩa là kỵ đấy, đúng không, là cưỡi đấy. Ví dụ như là cưỡi ngựa, người ta thường dùng từ chí, chí mã có nghĩa là cưỡi ngựa. Chí tự xính chơ, cái những cái gì mà là mang tính chất mà đi xe 2 bánh thì chúng ta dùng từ chí nhá. Thế còn có nghĩa là đi xe đạp. Chí tự xính chưa, chữ tự xính chưa này có nghĩa là xe đạp. Cái từ xe đạp nó có mấy từ, thì đây là một trong những cái từ mà chúng ta thường hay bắt gặp. Như người Đài Loan thì người ta hay dùng từ chẻo tha chưa, chẻo tha chưa, là cũng là xe đạp. Ví dụ chúng ta đi ngựa thì chúng ta dùng từ chí, mà đi xe máy chúng ta cũng dùng từ chí, đi
xe đạp chúng ta cũng dùng từ chí, chữ này chữ chí đúng không? Thế với còn lái ngồi ô tô, đi xe ô tô thì người ta gọi là ngồi, tức là chua trưa. Chua trưa có nghĩa là ngồi ngồi xe ô tô hoặc đi xe ô tô, người ta gọi là chua, bởi vì là ô tô thì là ngồi, mà đi xe đạp thì là đạp, mình đạp hoặc là cưỡi, người ta gọi là cưỡi, cưỡi ngựa hoặc là đi xe đạp thì đều dùng từ chí. Tiếp tục chúng ta có từ chí mô thua trưa, chí mô thua trưa. Ví dụ tôi biết đi xe máy đúng không? Tôi biết lái xe máy thì là ủa huy chí mô thua trưa. Bạn có xe mô tô không đúng không? Nì huy ní hiểu mô thua trưa mà bạn có xe ô tô không, à bạn có xe máy không. Bạn có biết lái xe không? Nǐ huì khai chưa ma? Chúng ta cũng có thể dùng từ huì là bạn có biết làm cái gì đó không? Chúng ta dùng từ huì. Huì là từ biết. Tiếp tục. Sang chơ sổ là đi vệ sinh. À, chúng ta đọc lại nhé. Sang chơ sổ. Sang đây chúng ta đọc hơi cong lưỡi. Chưa này hơi bật hơi ở đâm đầu lưỡi. Sủa thì như chữ xì của mình, chúng ta đọc nhẹ. Sang chơ sổ. Sang chơ sổ là đi vệ sinh. Ví dụ tôi muốn đi vệ sinh chẳng hạn, khi mình đang làm ở trong công xưởng, mình muốn đi vệ sinh thì mình nói là ủa yào sang chơ sổ, là tôi muốn đi vệ sinh. Chúng ta đọc. Tiếp tục chúng ta có từ làm ca đêm, có nghĩa là dê ban là làm ca đêm. Sang dê ban có nghĩa là đi làm ca đêm. Xa dê ban có nghĩa là tan ca đêm. Chúng ta đọc lại nào. Khai chơ, khai chơ. Chí tự hành chơ, chí tự hành chơ. Chí mô tô chơ, sang chơ sổ, sang chơ sổ. Dê ban, dê ban. Tiếp tục chúng ta có cái từ tiếp theo. Ca giữa ở đây có nghĩa là ca, các bạn hiểu thế nào là ca giữa không ạ? Ca giữa thì là tức là nó không phải là một cái ca 8 tiếng, mà có thể nó ví dụ như là như chúng ta làm các cái nhà hàng khách sạn thì có thể là chỉ làm buổi sáng và buổi tối thôi, thì người ta có một cái ca buổi trưa thì là ví dụ như là khoảng tầm 4 tiếng, 4 hoặc 5 tiếng thì người ta gọi là ca giữa. Thường thì ví dụ như là hai ca đầu là ví dụ là từ 8 tiếng, nhưng mà ca giữa này nó chỉ khoảng tầm độ 4 hoặc 5 tiếng thôi nhé, người ta gọi là ca giữa. Chúng ta đọc là trung ban, trung ban. Sang trung ban có nghĩa là đi làm ca, ca giữa, ca gãy. Đây người ta cũng có thể dùng là ca gãy. Dư ban có nghĩa là ca ngày. Ví dụ như bạn làm ca ngày hay ca đêm, lúc nãy ca đêm là dê ban đúng không ạ? Còn ca ngày nó là dư ban, dư ban. Ví dụ như là chúng ta hỏi là nǐ shàng zhì bān hái shì yè bān, bạn làm ca ngày hay là bạn làm ca đêm. Tiếp tục chúng ta có chào ban, chào ban là ca sáng. Đấy, ca sáng thì là chào ban đúng không ạ? Ca chiều ca ca sáng đây thì là ví dụ như từ 6 giờ cho đến 2 giờ chiều người ta gọi là ca sáng. Như ca chiều thì là từ 2 giờ cho đến đến 8 hoặc 9 giờ tối.
Tiếp tục chúng ta có từ an toàn lao động là lao động an toàn, lao động an toàn là an toàn lao động. Cái từ lao động có nghĩa là lao động, là làm việc. An toàn có nghĩa là an toàn. Tiếp tục chúng ta có từ bảo hiểm lao động, thì chúng ta có từ lao động là từ lao động rồi, từ báo sản. Ở đây hai thanh ba đi liền với nhau thì thành cái chữ đầu tiên thành biến thành thành hai, rồi chúng ta đọc là báo sản có nghĩa là bảo hiểm. Lao động báo sản là bảo hiểm lao động. Ví dụ như là bảo hiểm lao động của tôi thì phải đóng là bao nhiêu tiền. Ủa lao động báo sản yào là tuổ sảo chén. Bảo hiểm lao động của tôi thì phải đóng là bao nhiêu. Khi mà chúng ta hỏi chủ quản hay là chúng ta hỏi kế toán hoặc là ông chủ về vấn đề bảo hiểm lao động. Tiếp tục chúng ta có từ an toàn chua sư, có nghĩa là biện pháp an toàn. Chua sư đây là có nghĩa là phương pháp, biện pháp, cách thức, là chua sư. An toàn có nghĩa là an toàn thì chúng ta đã học bên trên rồi. Chúng ta ghép vào với nhau. An toàn chua sư là chữ chua là chúng ta đọc hơi bật hơi nhé, chứ không phải đọc như chữ chờ bình thường của mình. Chua sư an toàn chua sư là biện pháp an toàn. Biện pháp thi công chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể ghép cái từ biện pháp thi công vào. Chúng ta đọc lại một lần nữa nào. Trung ban, dư ban, chào ban, lao động an toàn, lao động an toàn, lao động bảo hiểm, lao động bảo hiểm, an toàn, chua sư, an toàn, chua sư. Tiếp tục chúng ta có các cái từ như các bậc lương. Cung tư chí bía, ở đây cung tư có nghĩa là tiền lương hoặc là lương. Chí bía có nghĩa là cấp bậc. Cấp bậc ở đây chúng ta hiểu cái từ chí bía là cấp bậc. Cấp bậc ở đây là cấp bậc lương. Chúng ta đọc lại nào. Cung tư chí bía. Tiếp tục chúng ta có từ chế độ định mức là tinh ứa trư tu. Tinh ứa trư tu. Tinh ứa ở đây có nghĩa là mức độ, định mức, mức độ. Trư tu có nghĩa là chế độ. Ví dụ như chế độ tiền lương thì là cung trư, cung tư, tư tu là chế độ định lương, tiền lương. Chế độ định mức ở đây là tiền ứa trư tu. Tiếp tục chúng ta có từ chế độ làm việc 3K. Thì mỗi khi mà chúng ta làm việc cho ai đó, thỏa thuận làm việc cho ai đó thì người ta sẽ thỏa thuận là ở đây làm việc 3K, ca sáng, ca chiều và cái đêm. Thì anh đầu tiên anh sẽ phải vào làm ca ngày, ca vào ban ngày, ca sáng, ca chiều, sau đó chúng ta lại phải đổi sang ca đêm. Ví dụ như thế thì người ta sẽ thỏa thuận là trong 3K này là mình phải tham gia. Tiếp tục chúng ta đọc lại nhé. San ban cung chua zhi. Chữ san này chúng ta đọc nhẹ. Rồi tất cả đây là đều
ba cái từ đầu tiên, ba cái chữ đầu tiên này nó đều là thanh một, cho nên chúng ta đọc hơi dài ra một chút. San pan cung chùa zi, san pan cung chùa zi. Chế độ làm việc 3K, ví dụ ở đây làm việc chế độ 3K. Trai chưa nhỉ, san sang san pan cung chùa trừ, ở đây làm việc chế độ 3K. Tiếp tục chúng ta có từ chế độ làm việc ngày làm 8 tiếng. Thường thì các cái công sở nhà nước thì người ta làm chế độ ngày làm việc 8 tiếng, và một số các cái văn phòng công ty là người ta thường làm việc ngày làm 8 tiếng. Đấy là đối với những cơ quan dịch vụ, công ty dịch vụ thì thường là ngày làm 8 tiếng. Thế còn ngày làm 10 tiếng, ngày làm 12 tiếng đó là một số các cái nhà hàng, khách sạn hoặc là các cái đơn vị sản xuất thì người ta dùng cái chế độ là ngày làm 12 tiếng hoặc là 10 tiếng. Chúng ta có thể đọc từ chế độ làm việc ngày làm 8 tiếng là 8小时工作制. Chúng ta đọc lại nào, 8小时工作制. Thế thì có ngày làm 8 tiếng, chế độ ngày làm 8 tiếng thì phải có chế độ ngày làm 10 tiếng đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đọc là 10小时工作制. Chúng ta học số đếm rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ cần thay cái số vào đây. Ở đây là chữ pa là 8. Xiao shi ở đây có nghĩa là tiếng, là thời gian, tiếng hoặc là giờ là 60 phút đúng không ạ? Thời gian là xiao shi là 60 phút, là một tiếng, một giờ. Cung chu shi có nghĩa là chế độ làm việc. Chúng ta có thể thay đây là 12小时工作制, 12小时工作制 có nghĩa là ngày, là chế độ ngày làm việc 12 tiếng. Và chúng ta cứ thế chúng ta thay vào đây là 10 tiếng thì là 10小时工作制. Tiếp tục chúng ta có từ chế độ sản xuất. Ở đây có cái từ sinh sản có nghĩa là sản xuất. Trừ tu là chế độ, là chúng ta biết rồi. Trừ tu là chế độ, hoặc là chúng ta có chữ trừ này là cũng là chữ chế độ. Chúng ta đọc lại nào. Sinh sản trừ tu. Sinh sản trừ tu. Tiếp tục chúng ta có từ khảo hứa chư tụ là chế độ sát hạch. Khảo hứa, hứa ở đây có nghĩa là khảo hứa ở đây có nghĩa là sát hạch hoặc là kiểm tra hoặc là tuyển chọn, người ta cũng dùng từ khảo hứa. Khảo hứa là tuyển chọn. Chư tụ có nghĩa là chế độ, hoặc là chúng ta có thể nói tắt bỏ cái chữ tụ đi, chúng ta có thể nói là khảo hứa chư, chế độ sát hạch. Tiếp tục chúng ta có chế độ thưởng phạt là giảng chứng chư tu. Giảng chứng chư tu. Giảng chứng có nghĩa là giảng ở đây là thưởng, là tiền đấy, với giảng chim chẳng hạn có nghĩa là tiền thưởng ấy. Chứng ở đây là chứng phá, trừng phạt đây này. Âm Hán Việt là trừng trừng chống phá, là trừng phạt. Người ta nói gọn ghép vào với nhau là chẳng trấn chư tụ, có nghĩa là chế độ thưởng phạt. Tiếp tục chúng ta có từ chế độ tiền lương. Tiền lương là cung tư chư tụ, là chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục chúng ta đọc lại nhé. Cung tư trư tụ.
Cung tư chư tụ có nghĩa là chế độ tiền lương. Chế độ tiền thưởng thì là giảng chinh chư tụ. Giảng chinh chư tụ. Ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta bị chúng ta bỏ việc chẳng hạn, thì cái một ngày chẳng hạn thì cái năm đó người ta quy định là sẽ không có tiền thưởng, chế độ tiền thưởng chẳng hạn, hoặc là công A công B sẽ bị giảm cái chế độ tiền thưởng, thì chúng ta cũng thể dùng cái từ này giảng chinh chư tu. Ví dụ như là năm nay chế độ tiền thưởng là nhiều không, chinh nén giảng chinh chư tu, tua pú tua. Chúng ta có từ tiếp theo đó là từ lương tăng ca. Từ cha pan có nghĩa là tăng ca hoặc làm thêm, có nghĩa là từ làm thêm nhá, từ cha pan này này. Tiếp tục từ cung sư thì chúng ta biết rồi, đó là lương, tiền lương, thì chúng ta có thể nói cha pan cung sư là tiền lương tăng ca. Chúng ta đọc lại là cha pan cung sư. Tiếp tục chúng ta có từ lương tháng. Lương tháng thì là có cái từ lương thì chúng ta biết rồi, tháng này thì chúng ta thêm vào đó là月, là tháng.月工资,月工资,月工资là lương tháng. Ví dụ như là lương tháng này bao nhiêu, ví dụ khi chúng ta vào chúng ta đàm phán là với lại chủ khi mà đi làm ấy, thì trước khi đi làm thì là lương là bao nhiêu. Ví dụ như là của quê nỉ cung chua duy cung tư sư tua sảo, tôi làm việc cho ông thì lương tháng là được bao nhiêu. Tiếp tục chúng ta có từ dư cung tư. Dư cung tư có nghĩa là lương theo ngày, lương theo ngày công nhật, tức là đi làm ngày nào thì chúng ta ăn lương ngày đó, không làm thì chúng ta sẽ không có ăn, đúng không, treo treo liêu. Thế thì người ta có từ dư cung tư, ở đây thường là chế độ làm việc tự do, xây xướng hoặc là làm các công việc mang tính chất là mất sức lao động, thì người ta hay dùng lương ngày. Thường thì ở Việt Nam ta thì làm tự do thì người ta hay dùng cái lương ngày này. Chúng ta đọc lại toàn bộ cái phần này. Giảng chứng chư tu, giảng chứng chư tu, công tư chư tu, công tư chư tu, giảng chinh chư tu, gia ban công tư, gia ban công tư,月工资，月工资，日工资，日工资。tiếp tục chúng ta có từ计件工资，có nghĩa là lương tính theo sản phẩm. Ở Đài Loan thì người ta có từ chi chen xoan chấu. Đại lục Trung Quốc đại lục thì người ta dùng từ chi chen cung tư, có nghĩa là lương tính ăn theo sản phẩm. Chi chen có nghĩa chi, có nghĩa tính, chen có nghĩa tính kiện, kiện hàng. Một cung tư là lương, lương ăn theo sản phẩm. Tiếp tục chúng ta có từ lương theo tuần là châu cung tư. Châu có nghĩa là cũng là tuần. Chúng ta đã học cái từ tuần này có rất nhiều, ví dụ như từ lỷ pai cũng nghĩa là tuần, hoặc là thứ, hoặc là xin chi cũng nghĩa là tuần hoặc là thứ. Ví dụ xin chi y, lỷ pai y đều có thể dùng là thứ hai. Tiếp tục chúng ta có từ nén cung tư, có nghĩa là lương tính theo năm.
Ví dụ một năm anh được tính ra là mấy nghìn đô chẳng hạn, đấy người ta tính nhau GDP chẳng hạn, thì người ta sẽ dùng từ nén cung tư. Tiếp tục chúng ta có từ mức lương, thì ở đây chúng ta có từ xuẩy phính, có nghĩa là mức định mức mức cái một cái mức độ, thì người ta dùng từ xuẩy phính. Ví dụ cung tư xuẩy phính, cung tư xuẩy phính là mức lương. Tiếp tục chúng ta có từ bếp ăn, nhà máy, nhà máy là cung trảng. Sứ thắng có nghĩa là nhà ăn, phòng ăn, thì chúng ta dùng từ sứ thắng. Ở đây cung trảng có nghĩa là nhà máy, cung trảng sứ thắng là phòng ăn. Thực ra đây là phòng ăn chứ không phải bếp ăn nhé, thực ra là dịch là phòng ăn nhà máy. Tiếp tục chúng ta có từ ca trưởng, có nghĩa là cái người quản lý một cái ca làm việc. Ví dụ như ca làm việc buổi sáng chẳng hạn, thì người ta có một người là ban ban chú trảng là ca trưởng. Bình thường cái từ chú trảng này nó có thể gọi là tổ trưởng, nên thêm từ ban này có nghĩa là một cái người trưởng ca, nó có thể quản lý mấy tổ trong một nhà máy hoặc trong một dây chuyền. Chúng ta đọc lại tất cả các cái từ trên đây: chi chen cung tư, chi chen cung tư, châu cung tư, châu cung tư, nén cung tư, nén cung tư, cung tư xuẩy phính, cung tư xuẩy phính, cung trảng sứ thắng, cung trảng sứ thắng, ban chú trảng, ban chú trảng. Tiếp tục chúng ta có từ cán bộ kỹ thuật là kỹ sư, kỹ sư có nghĩa là cán bộ kỹ thuật. Căng tin nhà máy, thì ở đây cái từ nhà máy chúng ta biết rồi, cung trảng nó, và căng tin hoặc là câu lạc bộ người ta gọi là xiao mai bu, xiao mai bu, cung trảng xiao mai bu. Tiếp tục chúng ta có từ cung rấn là công nhân, người công nhân, cung rấn. Tiếp tục từ cố vấn kỹ thuật có nghĩa là kỹ sư cố vấn, cố vấn có nghĩa là cố vấn. Từ kỹ sư là kỹ thuật, ở đây người ta viết tắt đúng không ạ? Ví dụ kỹ sư sư chẳng hạn thì có thể là cũng là cán bộ kỹ thuật, nhưng mà ở đây người ta viết là kỹ sư. Sư đây là thầy đấy đúng không, hoặc là người, người thợ cả, người thợ cao cấp người ta gọi là chủ từ sư, thường là từ thầy, là người có được đào tạo thì người ta dùng từ sư, công chứng sư đúng không? Kỹ sư, kỹ sư cố vấn. Chúng ta đọc lại tất cả các thứ này nhé: kỹ sư, kỹ sư, công trường xiao mai bu, công trường xiao mai bu, công nhân, công nhân, kỹ sư cố vấn, kỹ sư cố vấn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây tạm dừng. Các bạn hãy đăng ký ở bên dưới hoặc like để được nhận các cái video
học tiếng Trung tiếp theo. Hy vọng rằng qua bài học này sẽ giúp cho các bạn làm ở trong công xưởng chúng ta có một số các cái vốn từ nhất định để phục vụ trong công việc, trong công tác của chúng ta được thuận lợi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tốt. Xin chào tạm biệt các bạn.